tinh thần dân tộc, một bí quyết sức mạnh của U22 Việt Nam, Trà Việt. 1. Ông Park Hang-seo là huấn luyện viên tài tình bởi điều quan trọng nhất chính là ông đã phát hiện ra sức mạnh tinh thần dân tộc chảy mạnh mẽ trong huyết quản mỗi cầu thủ Việt Nam. Khi ông nói, hãy cho mọi người biết chúng ta là người Việt Nam, đã truyền cảm hứng, tinh thần cuột khởi và chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất giúp tuyển U22 Việt Nam lật ngược thế trận giành thắng lợi chung cuộc trước tuyển U22 Indonesia ở vòng đấu bảng. Tinh thần dân tộc, đó là cụm từ mà huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh và phát huy để nhân lên lòng quả cảm, sức mạnh, trí tuệ cho U22 Việt Nam chiến thắng U22 Indonesia, giành huy chương vàng tại SEA Games lịch sử. Quả thật, khi nghe thấy cụm từ tinh thần dân tộc, thì bất kỳ người Việt Nam nào cũng rung động sườn da gà. Nhật báo thể thao Seoul trong khi thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam lớn nhanh như thổi dưới tay cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đồng thời cũng thừa nhận một chiến thuật thiên tài, một bí quyết khác giúp vị huấn luyện viên người Hàn thành công khi làm việc ở Việt Nam chính là việc ông biết cách đánh thức tinh thần dân tộc trong mỗi trái tim cầu thủ U22 Việt Nam. Người ta thấy tinh thần dân tộc lấp lánh trên mỗi gương mặt, ánh mắt của cầu thủ Việt Nam khi họ ra sân và trên những bước đường gian nan tập luyện. Chính nhờ chiến thuật bí kíp mà ngài Park áp dụng, U22 Việt Nam đã lột xác mạnh mẽ để lên ngôi thống trị bóng đá Đông Nam Á một cách thuyết phục. Việc lên ngôi cao nhất ở SEA Games càng khẳng định bóng đá Việt Nam là đội mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Cách đây một năm, đội tuyển quốc gia Việt Nam từng giành chức vô địch AFF Cup và Á quân châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. Thành công của bóng đá Việt Nam đã in đậm dấu ấn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Người đã giúp bóng đá Việt Nam lớn mạnh vững chắc, thay đổi toàn diện và tiệm cận tới trình độ ở châu Á, vượt qua cả Thái Lan. Trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo làm huấn luyện viên trưởng, bóng đá Việt Nam đã trải qua những thất bại trước các đối thủ mạnh như Thái Lan tại khu vực. 2. Tinh thần dân tộc càng khiến trái tim người Việt Nam thổn thức khi cạnh tranh cùng bạn bè Nam Châu trên các đấu trường. Với thể thao càng rõ ràng khi quốc kỳ Việt Nam tung bay trên bục nhận huy chương, bất kỳ vận động viên nào cũng ngập tràn niềm tự hào. Vượt lên trên mọi hoàn cảnh gian khó, bằng tinh thần dân tộc rực cháy, các vận động viên và cả nhiều con người Việt Nam vẫn hàng ngày miệt mài để tạo nên sức sống Việt Nam trên các đấu trường, diễn đàn quốc tế. Tại SEA Games 2019 này, với trên 100 tấm huy chương vàng và hàng trăm tấm huy chương bạc, đồng khác là những thành quả của những nỗ lực và những trái tim sắt đá nồng nàn yêu nước. Những chiến binh quả cảm đã góp phần làm thể thao Việt Nam rạng danh trên đấu trường quốc tế này. Tinh thần dân tộc đã trở thành cốt túy văn hóa ấy đã đi cùng dân tộc Việt Nam trong suốt hàng ngàn năm qua. Tinh thần ấy luôn tiềm ẩn trong mỗi người Việt Nam, nó trở thành thứ vũ khí lợi hại của dân tộc có thể đánh bại những sức mạnh siêu cường khác. Nó đã và tiếp tục thắp sáng cho hành trình lớn mạnh của thể thao Việt Nam tại các giải đấu Đông Nam Á và thế giới. Tinh thần ấy vẫn luôn là nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ cho mỗi người dân của một đất nước, dân tộc với bề dày lịch sử, văn hóa và ngoan cường trước mọi thăng trầm của lịch sử và nay đang bước cùng nhịp với bè bạn, các quốc gia dân tộc của khắp Nam Châu thế giới hiện đại. Để những con người đang đi ngược lại tinh thần dân tộc cần nhìn lại mình, thấy hổ thẹn và sửa chữa, bởi họ không thể gieo rắc hoài nghi vụn vặt cho một cộng đồng nhân văn và đầy bản sắc, bản lĩnh tự tôn dân tộc.